Ngành kiến trúc là một trong những ngành mà mình thấy rằng là có rất là nhiều kỹ năng, rất là nhiều kiến thức mà kiến trúc sư cần phải biết để mà có thể hành nghề sau này. Mọi người có thể thấy với chương trình đào tạo của một số ngành khác thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 4 đến 4 năm rưỡi, còn riêng với kiến trúc sư thì nó sẽ kéo dài tới 5 năm. Thì trong 5 năm này thì có rất là nhiều kiến thức cũng như là những cái môn học cũng như là cái kỹ năng mà chúng ta phải nắm vững nó để có thể hành nghề sau này. Với nhiều kỹ năng như vậy thì mình thử đặt ra một câu hỏi: trong toàn bộ những kỹ năng mà một sinh viên kiến trúc hay là một kiến trúc sư cần biết thì cái kỹ năng nào là kỹ năng quan trọng nhất? Và nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với kênh của mình á, thì mình xin tự giới thiệu, mình là Quách Minh Tiến, kiến trúc sư thiết kế tại Relix. Thì tại kênh này thì mình sẽ chia sẻ những kiến thức cũng như là những cái trải nghiệm trong cái việc liên quan tới hành nghề kiến trúc sư của mình. Thì hy vọng rằng là mọi người có thể đăng ký kênh để theo dõi những video sắp tới của mình nha. Sau một hồi suy nghĩ á, thì với mình nghĩ rằng là kỹ năng này là một trong những kỹ năng rất là quan trọng để giúp cho kiến trúc sư có thể phát triển trong cái ngành thiết kế của mình, tạo ra những cái sản phẩm thiết kế nó ấn tượng, nó có chiều sâu và làm việc nó nhanh, nó hiệu quả. Đó chính là kỹ năng sketch mọi người ạ. Đó là vẽ tay. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ lý do tại sao mình nghĩ cái phần liên quan tới kỹ năng sketch là một trong những kỹ năng nó quan trọng nhất đối với ngành thiết kế kiến trúc, và cái hướng đi cũng như là cách để chúng ta cải thiện kỹ năng này nhé. Cái yếu tố đầu tiên mà mình nghĩ rằng là cái kỹ năng vẽ tay này là một trong những kỹ năng quan trọng đó, đó là sự ngạc nhiên mọi người ạ. Sự wow khi mà một người bình thường gặp một anh kiến trúc sư. Trong cái mắt của một người bình thường á, thì kiến trúc sư họ luôn luôn định nghĩa cái người kiến trúc sư là một người vẽ đẹp. Đấy, nên là khi mọi người vẽ và phát thảo ý tưởng ra một cách trơn tru, một cách có bố cục hay là một cách đẹp mắt, thì cái người xem, cái người khách hàng của chúng ta, người ta sẽ ở trạng thái wow, ngạc nhiên, và trạng thái đó là rất là thích tương tác của mình dựa trên những cái bản vẽ mà mình vẽ sketch tay, và họ có thể hiểu, hình dung cái kết quả nó ngay lập tức. Thì cái yếu tố ngạc nhiên này là một trong những yếu tố mà mình nghĩ rằng là mọi người phải có à, chứ không là mọi người sẽ ở trạng thái là ủa, kiến trúc sư tại sao không biết vẽ, kiến trúc sư tại sao vẽ xấu vậy, kiến trúc sư tại sao vẽ giúp nít vậy, kiểu vậy đó. Thì mọi người sẽ bị đánh giá, và trong mắt khách hàng thì mọi người sẽ không trở thành một người kiến trúc sư tốt được. Thì nó giống như là một cái gọi rằng là mặc định trong đầu họ như vậy rồi, nên là cái này mình không thể thay đổi được mọi người ha. Nên là hy vọng rằng là với cái lý do này cũng là một trong những lý do để mọi người tăng cái năng lực vẽ tay của mọi người đây. Được chưa? Rồi, tiếp đến là một cái yếu tố mà mình nghĩ rằng là nó sẽ không có thể phủ nhận được đối với ông vẽ tay này, đó là tính đa dụng mọi người ha. Thì cái việc liên quan tới vẽ tay này rất là đa dụng trong toàn bộ cái hành trình khi mà chúng ta thiết kế, từ giai đoạn ban đầu về chúng ta viết ghi chú, phát thảo những cái ý tưởng ban đầu, rồi đến cái giai đoạn liên quan tới thiết kế chi tiết á, thì cái kỹ năng vẽ tay này nó cũng sẽ ở trạng thái phát huy tác dụng của nó để mà chúng ta có thể ghi chú và vẽ lại những cái phần mà chúng ta bị sai, chúng ta có ý tưởng mới ở trên cái phần liên quan tới thiết kế chi tiết đó. Và khi mà chúng ta trao đổi với khách hàng á, chúng ta cũng sử dụng cái vẽ tay này để trao đổi với khách hàng, nó thuận tiện hơn, nó dễ hiểu hơn. Và với một cái nữa đó là cái phần liên quan tới vẽ tay này nè, nó sẽ đưa cho mình một cảm xúc vào trong cái ý tưởng, nó dễ dàng hơn. Khi mọi người vẽ máy thì mọi người ở trạng thái đó là mọi người sẽ thể hiện phương án của nó một cách nó hơi máy móc, nó hơi kỹ thuật à, và đôi khi nó không thể hiện được cái cảm xúc của cái ý tưởng của chúng ta với khách hàng. Khi mà chúng ta vẽ tay á, chúng ta có thể nhấn mạnh những cái điểm, những cái yếu tố hay là ghi chú một cách nhanh chóng để mà cái người khách hàng người ta có thể hiểu được toàn bộ những cái chiều sâu, những cái tầng ý nghĩa, những cái trạng thái cảm xúc khi người ta hình dung về cái phương án đó. Cái yếu tố thứ hai mình muốn chia sẻ cho mọi người á, đó là liên quan tới tốc độ làm việc của mọi người sẽ được tăng lên khi mọi người nắm được cái kỹ năng vẽ tay này. Thì mình đã từng gặp một cái trường hợp là khi mà mình đi thi công công trình á, thì người thợ người ta thi công sai cái khu vực liên quan tới cái bệ ngồi. Thì lúc đó thì nếu mà mình ở trạng thái đó là mình bắt người thợ đập cái bệ ngồi nó ra và sai lại thì nó rất là mất công cho người thợ cũng như là có chủ nhà ở đó luôn, nên là mình cũng có thể trao đổi trực tiếp với chủ nhà, với người thợ đó để tìm ra hướng giải quyết. Nhưng mà mình sẽ không ở trạng thái là về nhà mình phải vẽ máy tính lên và vẽ phương án và triển khai hồ sơ ra và gửi lại cái chỗ cái bệ ngồi đó cho khách hàng, cho người thi công để người ta thi công. Nên là giải pháp của mình lúc đó mình vẽ và phát thảo trên tờ giấy luôn, mình ghi chú lại kích thước, mình ghi chú lại những cái thông tin để cho cái chủ nhà người ta hiểu và cái người thợ người ta hiểu luôn và người ta có thể thi công ngay lập tức, thay vì là chúng ta phải về nhà vẽ lại máy tính rồi triển khai rồi gửi cho thi công. Bởi vì công trình nó cũng là khá là gấp, nên là đó là một trong những cái giải pháp nó khá là tối ưu
Và mình nghĩ rằng là chính cái việc liên quan tới phát tạo tay này nó sẽ truyền thông tin cho mọi người một cách nhanh chóng và hiệu quả, nên nó rất là cần thiết ha. Ngoài ra, nếu mọi người thiết kế theo team, theo nhóm thì công cụ vẽ tay là một trong những công cụ mà mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta có nó, sở hữu nó thì chúng ta có thể trao đổi nhóm một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khi mà chúng ta trao đổi nhóm sẽ có rất là nhiều vấn đề phức tạp mà nếu mà dùng lời nói để mà mô tả thì nó sẽ không bao giờ hiểu được đâu mọi người. Nên là khi mà chúng ta hoạt động nhóm, chúng ta có thể sử dụng cái kỹ năng phát thảo vẽ tay này để mà thể hiện cái ý tưởng của chúng ta hay là những cái vấn đề mà chúng ta cần trao đổi với nhóm, thì nó sẽ hiệu quả, làm cho tốc độ chúng ta làm việc nó nhanh hơn, thay vì cái việc là chúng ta cần phải vẽ trên mô hình 3D nó rườm rà và tốn thời gian hơn ha. Rồi, một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ rằng là giúp cho cái kỹ năng vẽ tay là một trong những kỹ năng mình đề xuất lên hàng đầu, đó là nó sẽ giúp cho chúng ta tăng tư duy thiết kế mọi người. Tại sao cái kỹ năng vẽ tay lại là giúp chúng ta tăng cái tư duy thiết kế này? Tại vì khi mà chúng ta vẽ tay nhiều á thì cái dòng suy nghĩ, cái dòng tưởng tượng của chúng ta sẽ ở trạng thái đó là không bị gò bó vào một cái gì hết. Chúng ta có thể thoải mái tưởng tượng và vẽ ra rất là nhanh. Cái quan trọng nhất của kỹ năng vẽ tay á, nó giúp cho chúng ta vẽ và phát thảo những cái gì chúng ta nghĩ trong đầu nè, ra giấy một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng ta nghĩ tới đâu thì chúng ta có thể vẽ. Thay vì chúng ta phải vẽ một tòa nhà chi tiết á, thì phát thảo tay mình chỉ cần vẽ một cái hộp thôi, mình ghi chú đó là một cái nhà, thì nó đâu đó nó tốn cho mọi người đâu đó tầm khoảng 3 giây thôi, nhưng mà nó sẽ thể hiện được những cái ý đồ, những cái trí tưởng tượng của mọi người ở trong đầu ra trên giấy. Và càng ngày mọi người vẽ cái này nó càng nhiều á, thì cái tư duy tưởng tượng và hình dung liên quan tới ý tưởng của mọi người trong đầu nó nhanh chóng hơn, nó hiệu quả hơn, và nó cũng sẽ là một trong những cái phần giúp cho mọi người trạng thái là lưu trữ những cái ý tưởng của mọi người ra giấy một cách nhanh chóng. Sau này mình cũng có lật lại nhìn cái tờ giấy đó, nhìn vào hình vẽ thì chúng ta vẫn nhớ tới cái ý tưởng trong đầu mình đã từng nghĩ. Cái tư duy khi mà chúng ta vẽ tay nó sẽ khác rất là nhiều với cái tư duy khi mà chúng ta vẽ trên máy. Chúng ta sẽ nghĩ ở trạng thái nó thoáng hơn, mình nghĩ tới đâu thì mình sẽ vẽ ngay tới đó được. Còn đối với khi vẽ máy á, thì mọi người sẽ ở trạng thái là rất là dễ bị ngắt quãng cái trí tưởng tượng. Mọi người đang tưởng tượng ra cái hình dung không gian như vậy, sau mọi người dùng lệnh để vẽ thì nó tốn nhiều thời gian và người dễ bị quên đi cái ý tưởng ban đầu. Nói đúng hơn, khi mà chúng ta dùng cái phần mềm á, chúng ta sẽ dễ bị rơi vào một cái trạng thái 7 phần mềm. Mình ghi là 7 phần mềm tại sao? Tại vì nó sẽ ở trạng thái đó là thể hiện phương án chúng ta thì đúng cái thước đó, chính xác về cái hình thức đó, nhưng mà nó làm cho chúng ta bị giới hạn cái suy nghĩ. Thì cái 7 phần mềm là như thế nào? Thì mọi người hình dung là khi mà chúng ta vẽ phần mềm á, chúng ta sẽ không có ở trạng thái đó là tưởng tượng ra cái phương án nó nhiều hơn cái việc mọi người phải suy nghĩ cái phần kỹ thuật để vẽ ra cái đó. Nên là mình hy vọng rằng là mọi người hiểu được vấn đề này và thay đổi cái cách chúng ta sáng tạo ha. Hãy dùng vẽ tay, phát thảo tay nhiều hơn thay vì dùng máy để thể hiện phương án. Rồi tiếp đến kỹ năng vẽ tay, nó còn là một trong những kỹ năng mà giúp chúng ta giao tiếp nó tốt hơn mọi người ha. Thì hồi nãy mình có chia sẻ đó, khi mà mình gặp cái trường hợp là cái người thợ thi công sai cái bị ngồi á, thì mình dùng cái việc vẽ tay và phát thảo ghi chú ra cho người thợ, người ta hiểu được cái ý đồ thiết kế của mình, điều chỉnh lại cái bề ngồi đó một cách phù hợp nhất cho cái công trình. Chứ nếu mà không có cái ông này thì chúng ta sẽ giao tiếp với cái người thợ, giao tiếp với khách hàng nó khó hơn rất là nhiều. Tại vì đôi khi người thợ hay là khách hàng của chúng ta, họ sẽ không có thể hình dung ra được một cách rõ ràng được. Nếu mà chúng ta có một cái hình chúng ta phát thảo thì khách hàng hay là người thợ người ta có thể dễ hiểu hơn rất là nhiều ha. Ngoài ra, kỹ năng vẽ tay cũng giúp cho mọi người định hình cái phong cách cá nhân của mọi người luôn ha. Thì mỗi người kiến trúc sư người ta sẽ có cách phát thảo riêng, cái nét vẽ của họ sẽ khác nhau, hay là cái cách thể hiện phương án của họ trên cái bản vẽ khi người ta vẽ tay á, nó sẽ khác nhau, thì nó cũng sẽ là một cái gu riêng, một cái phần liên quan tới phong cách cá nhân riêng. Ví dụ như là những cái ký hiệu liên quan tới tường, cửa đi, đường đi, vết thước, thì khi mọi người vẽ tay á, thì mọi người sẽ giãn lược lại và chuyển nó thành một cái style riêng cho mọi người khi mọi người vẽ ha. Thì với mình thì mình cũng sẽ có một cái style riêng cho cá nhân của mình, khi mà mình phát thảo cái phương án ra thì nó sẽ có một nét đặc trưng riêng của mình á. Đấy, nên là cái ông vẽ tay này là cũng một trong những cái yếu tố mà giúp cho mọi người truyền thông tốt ha. Ok, sau những gì mình chia sẻ ở trên thì mọi người thấy cái kỹ năng vẽ tay nó quan trọng không? Quan trọng lắm đúng không? Thì với mình á, trước đây mình thích, mình đam mê mình vẽ, mình nghĩ rằng là nó sẽ ở trạng thái là thêm một cái đam mê sở thích thôi. Nhưng mà mình không ngờ rằng là sau khi mình hành nghề á, mình lại ở trạng thái là dùng cái kỹ năng này rất là nhiều, và nó cũng là một trong những kỹ năng nó xuyên suốt hết cái quá trình mình làm việc luôn. Nếu mà mọi người đang ở trạng thái đó là kỹ năng vẽ tay của mọi người còn yếu á, thì mình cần làm gì để mình cải thiện ổng? Theo mình, mọi người nên dành thời gian hàng ngày để mà tập vẽ. Thì cái việc liên quan tới thời gian tập vẽ này nó không phải là một cái gì nó gò bó cho mọi người tới giờ đó mọi người phải vẽ đâu, mà mọi người dành một cái khoảng thời gian nào đó trong ngày, đâu đó tầm khoảng 15 phút, 30 phút để mọi người phát thảo, mọi người vẽ ha. Thì bắt đầu thì mọi người có thể vẽ bất cứ thứ gì xung quanh mọi người.
đấy, từ cái ghế, cái bàn hay là một cái tòa nhà, hay là mọi người đi cà phê mọi người thấy cái góc nào đó đẹp đẹp thì mọi người có thể vẽ lại, phác thảo lại cái ý tưởng đó, vẽ phác thảo lại cái hình ảnh đó vào trong cái cuốn sổ tay của mọi người. Thì liên tục như vậy hàng ngày thì cái kỹ năng của mọi người sẽ được trau dồi và nó sẽ được lần lần update lên ha. Ngoài cái việc luyện tập ra thì mọi người vẫn có thể tìm hiểu một số cái kênh YouTube hoặc là cái phần liên quan tới kiến thức ở trên internet để tham khảo thêm, học thêm phần liên quan kỹ năng vẽ tay này, quan sát những kiến trúc sư chia sẻ những cái kinh nghiệm của họ trên internet á, xem họ phát thảo ý tưởng nó như thế nào và mình có thể học hỏi từ đó ha. Thì với cái kênh YouTube bé nhỏ này của mình á, thì mình cũng đang có một cái dự định sẽ làm một cái series video hướng dẫn mọi người vẽ tay dành cho kiến trúc, phát thảo tay này, phát thảo ý tưởng. Thì nếu mọi người có hứng thú với cái series đó thì đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video sắp tới mình làm nhé. Nếu mọi người đang tìm hiểu về những cái tài liệu để mà chúng ta có thể update cái kỹ năng này lên á, thì mọi người có thể liên hệ qua Instagram cá nhân của mình ha. Thì mình có thể để cái đường link Instagram đâu đó ở trên cái màn hình, mọi người có thể vào đó để nhắn tin cho mình. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số cuốn sách mà mình có đọc qua và có thấy rằng là nó hữu dụng khi mà chúng ta vẽ, phác thảo ý tưởng. Ok, và đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người trong nội dung video ngày hôm nay. Thì mình có một lời khuyên cuối cùng dành cho mọi người ha. Đó là với kỹ năng vẽ tay này là một trong những kỹ năng mình thấy rằng là cực kỳ quan trọng. Nếu mọi người chưa sở hữu kỹ năng này á, thì mọi người hãy dành thời gian bắt đầu tìm hiểu về nó đi. Mọi người hình dung rằng là cái việc liên quan tới vẽ tay á, nó giống như là một cái đam mê của mình này vậy đó. Nó là một cái đam mê luôn ha. Khi mọi người luyện tập á, thì mọi người rất là dễ bị nản. Thì mình hy vọng rằng là mọi người có thể kiên trì đi đến cùng, ngày ngày mình tập luyện. Tại vì mỗi ngày mình tập luyện á, thì năng lực của mình sẽ tăng lên lần lần. Mỗi ngày cái level mình sẽ tăng lên. Và khi nó tăng lên đủ nhiều rồi á, thì mọi người sẽ biến cái kỹ năng vẽ tay này nó trở thành một cái đam mê của mọi người luôn. Mọi người có thể ở trạng thái đó là hình dung rằng là đam mê là gì? Đam mê là cái thứ mình làm tốt mà mình thích nó nên là mình làm nhiều nó hơn ha, kiểu vậy đó. Thì khi mọi người luyện tập hàng ngày như thế và cũng như rằng là tiếp thêm những kiến thức bên ngoài nữa thì mọi người có thể tăng cái năng lực này lên một cách tốt và nó có thể trở thành một cái đam mê cũng như là nó là công cụ để mọi người sử dụng trong cái ngành kiến trúc của mình, được chưa? Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh của mình nè, cho mình một cái like ha, sau đó bấm nút chuông thông báo để đừng bỏ lỡ một cái video nào của mình trong tương lai. Và mình là Quốc Minh Tiến, kiến trúc sư thiết kế tại Relix. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới về kiến trúc nha.